Siêu báo thủ trong phim Kỳ Băng Hà. Sở Cờ Giác là chú sóc răng kiếm trong loạt phim Kỳ Băng Hà. Trong phim, cậu ta luôn mang theo của đấu để tìm nơi tích trữ thức ăn cho mùa đông. Với hành trình này của mình, thì nhiều lần Sở Cờ Giác đã vô tình tạo nên hiệu ứng cánh bướm khiến cho các nhân vật chính là chú voi Mammoth Manny, Sid, Diego phải nhắc bít lên để bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Nhưng có một lần, Sở Cờ Giác đã giúp cả một thung lũng với các loài thú thoát khỏi sự tuyệt chủng. Đó là khi trái đất dần nóng lên khiến băng tan chảy, thung lũng đang dần ngập trong nước thì Sở Cờ Giác lại cắm của đấu của mình vào một tảng băng, gây ra một vết nứt lớn và may thấy vết nứt đã giúp nước trong thung lũng dần chảy đi hết. Muôn thú trong thung lũng được đoàn tụ với đồng loại của mình. Con chú sóc của chúng ta thì được dạo chơi trên thiên thường, nhưng đừng lo, cậu ta có thể trở về bất kỳ lúc nào vì không có gì có thể hạ gục được Sở Cờ Giác báo thủ này.